5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, nghe mà quặn lòng, nhói đau. Nghe những câu chuyện ngắn về cuộc sống dưới đây mà bản thân Vân Anh cảm thấy quặn lòng. Đâu đó ngoài kia có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Đâu đó ngoài kia vẫn còn tồn tại những tấm chân tình. Hãy cứ tin yêu cuộc sống, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Câu chuyện thứ nhất, trái tim người quá cố. Một ngày nọ, ba hỏi mượn tiền tôi. Ba nói sức khỏe không tốt, cần phải tới bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Vậy nên tôi đã gửi tiền cho ba. Không ngờ, chưa được bao lâu, ba lại gọi điện tới, nói là muốn mua một chiếc xe điện ba bánh. Tôi lưỡng lự một lúc, ba dường như cảm thấy sự do dự của tôi, bèn nói. Còn cho ba một nửa, ba tự bỏ ra một nửa, đem bán mấy con cừu nhà nuôi. Nghe thế vậy, tôi liền mềm lòng. Mấy năm gần đây, ba tôi đã nuôi hơn chục con cừu, nuôi lớn rồi lại đem bán để trang trải chi tiêu hàng ngày. Sau khi mẹ tôi mất đi, tôi muốn đón ba lên thành phố ở chung, ba quyết không chịu đi. Thằng Út đang sống ở thị trấn cũng muốn đón ba tới, nhưng ba nói là đã quen với cuộc sống dưới quê, quen với những người trong thôn nên không muốn rời đi. Không có cách nào thuyết phục, đành theo ý ba. Tuy nhiên, muốn biếu ba chi phí sinh hoạt hàng ngày, ông cũng không lấy. Lần nào cũng nói, cuộc sống thôn giả đơn giản, chi phí ít, cũng không có tiêu gì. Mà bây giờ chuyển tiền cho ba, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. 3 tháng trôi qua, tôi quyết định đưa con gái về nhà thăm ba. Cửa nhà khóa, chú ba hàng xóm nói ba tôi đang đi chăn cừu. Tôi bèn dắt con gái xuống dốc. Từ xa đã nhìn thấy đàn cừu, tới gần mới thấy ba đang ngồi ngủ bên gốc cây. Bên cạnh trải một tấm vải, trên tấm vải có một cái bánh đã ăn được một nửa, một túi dưa muối nhỏ, còn có một bình nước. Trong lòng chợt thấy chua xót, tôi liền gọi, ba ơi. Ba giật mình tỉnh giấc, hồi lâu sau mới nói, con bé này sao về nhà mà không báo trước. Con gái tôi liền giành nói trước, mẹ con nói muốn cho ngoại một bất ngờ. Ba tôi thật sự rất vui mừng, không nói thêm với tôi điều gì, chỉ kéo cháu gái tới làm quen với bầy cừu bảo bối của mình. Một bầy cừu nho nhỏ có đến chục con. Ba tôi vui vẻ nói, đợi thêm một khoảng thời gian nữa có thể bán được rồi, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền. Bây giờ giá cừu đang tăng. Về tới nhà, trong sân có một chút bừa bộn. Chiếc xe ba bánh ba tôi đã đi nhiều năm nằm ở một góc sân. Tôi thuận miệng liền hỏi, ba, chiếc xe ba bánh ba mới mua đâu rồi? Ba bối rối trả lời, ba vẫn chưa mua, nghe người ta nói tháng sau giá sẽ giảm. Trong lúc tôi dọn dẹp ngoài sân, nghe thấy ba gọi điện cho thằng Út và nói, chị hai con về rồi, tối nay con cũng về nhà cùng ăn cơm đi. Sau đó ba còn dặn nhỏ một câu, mua thêm nhiều đồ ăn ngon nhé. Tôi định nói vài câu rồi lại thôi. Hồi đó tôi luôn để ý tới sự thiên vị của ba mẹ, bởi vì sự đố kỵ lúc còn nhỏ mà tôi luôn xa cách thằng Út. Sau đó thì giận dỗi quyết định thi vào một trường đại học thật tốt, cuối cùng có thể hãnh diện rời khỏi nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc ở một công ty nước ngoài khá tốt. Còn em trai tôi miễn cưỡng cũng học xong trung cấp nghề, trở thành một công nhân nhỏ, làm trong một dây chuyền lắp ráp tại thị trấn. Thằng Út lại càng ngưỡng mộ và tôn kính tôi hơn. Buổi chiều, thằng Út mang theo con về nhà, còn mua rất nhiều đồ. Ba tôi đích thân xuống bếp, cùng với Út làm rất nhiều món ngon, đều là những món tôi ưa thích. Lúc mẹ tôi còn sống, ba tôi chưa từng nấu ăn. Thật kỳ lạ là mỗi món ăn ba làm đều giống y như mùi vị thức ăn mẹ nấu. Ăn từng miếng tôi dường như sắp khóc. Buổi tối tôi ngồi nói chuyện với ba trong sân, chỉ là không ngờ tới. Ông vòng vo một hồi lâu, nói từ chuyện trong thôn, nói tới việc lúc còn sống mẹ tôi muốn xây lại nhà. Cuối cùng mới nói tới vấn đề chính. Các con, nếu như không quá khó khăn, có thể
Con biết đấy, thằng Út của con. Tôi ngắt lời ông và hỏi, ba, sửa nhà cần bao nhiêu tiền? Trong lòng đột nhiên có một nỗi buồn không thể diễn đạt bằng lời. Khoảng 200 triệu. Giọng của ông nhỏ lại, liền lập tức bổ sung, nếu bán được bầy cừu cũng sẽ được vài chục triệu. Tôi ngạc nhiên một lúc, 200 triệu với tôi cũng không phải là con số nhỏ. Tôi ngập ngừng nói, ba, đợi con về nhà tính lại rồi nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Ông cúi thấp đầu nói, con gái làm khó con rồi, con xem có thể được bao nhiêu, bà già rồi sẽ không tiêu tốn khoản nào nữa. Tôi cười nhẹ, trong ánh trăng mờ ảo, chắc chắn ba không thấy được sự cay đắng trong nụ cười đó. Bàn bạc với chồng về chuyện của ba, cả nửa ngày, anh ấy cũng không nói gì. Chồng tôi không phải là một người nhỏ mọn, nhưng năm nay tình cảnh của anh ấy còn tệ hơn tôi. Chồng tôi mở một công ty xuất khẩu nhỏ, bây giờ đến tiền lương cũng trở thành vấn đề. Cuối cùng anh ấy nói, em đưa tiền cho ba đi, chúng ta tự thắt chặt chi tiêu chút, vẫn có thể chịu được. Nửa tháng sau, khi tôi chuyển tiền cho ba, tôi gặp được một người họ hàng tới thành phố làm việc. Trong lúc trò chuyện, tôi liền thuận miệng hỏi, nhà của con đã bắt đầu sửa lại chưa ạ? Ông ấy hơi ngạc nhiên, không thấy bà còn nói tới việc sửa lại nhà. Nghĩ một lúc, người đó mới nói, à đúng rồi, bà còn đem cừu bán hết rồi, giúp em trai con mua một chiếc xe giao hàng nhỏ. Em trai con không còn làm ở chỗ cũ nữa, đã tự lái xe đi giao hàng rồi, kiếm được cũng kha khá. Trái tim tôi giống như bị ném vào hầm băng vậy, cảm thấy thực sự lạnh lẽo. Hóa ra bà đang gạt tôi. Từ đầu tới cuối luôn đứng về phía thằng Út, thiên vị tới mức gạt tôi lấy tiền giúp đỡ cho nó. Không thể oán hận ba, nhưng có bao nhiêu bất mãn chính tôi cũng không rõ. Về tới nhà, tôi không thể chịu đựng được nữa, nhốt mình trong phòng vệ sinh, vừa mở nước vừa khóc một trận. Vài ngày sau đó, tôi đều không chủ động gọi điện thoại cho ba. Cuối cùng cũng là ba gọi trước. Tôi chỉ trả lời lấy lệ, ba cũng đành phải cúp máy. Nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng tôi được nghe giọng của ba. Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của thằng Út, nói rằng ba đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim. Bỗng nhiên nhớ lại cuộc điện thoại ba ngày trước, những lời dặn dò vụn vặt cùng sự lạnh lùng của tôi, tất cả trở thành hòn đá đè nặng trong lòng tôi, khiến tôi không thể thở nổi. Tôi lập tức trở về nhà. Lần đầu tiên tôi và thằng Út ôm nhau khóc. Lúc mẹ mất, tôi vẫn có thể dựa vào vòng tay ba. Còn bây giờ, tất cả những oán trách đối với ba đều bị sự rời đi đột ngột này làm tan đi hết, chỉ còn sự đau thương bao trùm lấy tôi. Sau khi lo liệu xong hậu sự của ba, lúc rời đi, thằng Út tiễn tôi tới bến xe rồi nói, chị hai, hãy thường về nhà nhé, ba mẹ đều không còn, nhưng nhà của chúng ta vẫn còn. Một câu nói đó đã khiến cho tôi vốn đã khóc tới cạn nước mắt, lại dâng lên dòng lệ. Nắm tay thằng Út, tôi dặn dò nó giữ gìn sức khỏe rồi lên xe đi. Tôi đã nghĩ rằng có thể sau này tôi sẽ không thường về nơi được gọi là nhà của chúng tôi nữa. Trải qua vài ngày, tôi mới có thể bình tĩnh lại sau việc ba qua đời. Nhưng cuộc đời con người quả thật là họa vô đơn chí. Chuyện bất hạnh lại liên tiếp xảy tới. Công ty của chồng tôi gặp sự cố, anh ấy bị khách hàng lừa mất toàn bộ tài sản. Chồng tôi lúc đó gần như sụp đổ, từ một người không bao giờ uống rượu đã thành kẻ say sưa tối ngày. Tôi vô cùng lo lắng, sốt ruột, lại không có cách nào có thể giúp đỡ. Suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định bán nhà. Trưa ngày hôm đó, thằng Út gọi điện tới. Sau khi ba mất, thằng Út ngược lại rất thường xuyên gọi điện thoại tới. Tôi không có tâm trạng nói chuyện với nó. Nó cũng hiểu được sự nôn nóng của tôi, nhẫn nại hỏi. Tôi phải cố gắng lắm mới nói được hết cho thằng Út nghe. Không ngờ được rằng em trai tôi ngồi tàu hỏa,
sáng hôm sau liền tới, bước vào nhà không nói gì hết, từ trong tay lấy ra một xấp tiền. Chị, đây là 500 triệu, không nhiều, dùng giải quyết trước đã. Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi, tiền này em lấy ở đâu? Một phần là từ mấy tháng nay em chở hàng kiếm được 300 triệu, nhà trên thị trấn không được bao nhiêu, chỉ có thể có được từng này. Tôi cảm động, cầm tiền đưa lại cho Út rồi nói, chị không thể cầm tiền của em. Nó vội vã nói, chị hai, năm ngoái xưởng đóng cửa, em và vợ bị mất việc, muốn mua một chiếc xe chở hàng nhưng mà không có tiền. Chị đã đưa cho ba 400 triệu, nói ba đưa cho em, còn dặn ba không được cho tụi em biết là tiền của chị. Tôi ngây người, Út nói tiếp. Ba nói, hồi nhỏ đều là chị nhường em, bởi vì em là em. Bây giờ em phải bảo vệ chị, bởi vì chị là con gái. Ba còn nói, tới lúc ba không còn nữa, em chính là nhà của chị. Ba! Tôi quay đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Tôi là đứa con bất hiếu, sao lại không hiểu cho sự khổ tâm của ba? Ba đã biết trước không còn sống được bao lâu, lại càng biết tôi vốn là đứa kiêu ngạo, ngay cả người thân cũng sẽ không nhờ vả dựa dẫm. Chính vì vậy đã để lại sự yêu thương dành cho tôi sau này. Lúc đầu khi ba mượn tiền tôi, trong lòng ba đã biết khó xử, đã phải dùng bao nhiêu dũng khí. Nhưng ba vẫn làm vậy, chỉ để khi ông mất đi, chúng tôi còn có chỗ dựa, còn có người thân. Thì ra đứa con mà ông yêu thương nhất chính là tôi. Tôi quay lại ôm lấy Út, không thể nói một lời nào, chỉ ôm thật chặt nó. Giây phút này ba tôi đang ở trên thiên đường cũng cảm thấy an lòng, bởi vì đứa con được sống trong tình yêu của ông mà hoàn toàn không biết, cuối cùng đã hiểu được tất cả. Câu chuyện thứ hai, anh chưa từng bỏ rơi em. Tiền trong nhà ngày trước cha mẹ để lại đã tiêu hết, người anh trai không đành lòng để em gái ở nhà đợi chết. Cậu dùng chiếc xe kéo tự chế của mình đưa em tới một bệnh viện lớn trên thành phố. Bác sĩ bị tình cảm của hai anh em làm cho cảm động. Sau khi họp bàn, các bác sĩ quyết định miễn phí làm phẫu thuật cấy ghép thận. Người hiến thận tất nhiên là người anh trai căm của cô bé. Sau đó, bác sĩ lại dẫn cậu anh trai vào phòng làm việc, thẳng thắn nói với anh. Nếu hiến thận của cậu cho em gái, thì cô bé có thể sống. Nếu không hiến, em gái cậu sẽ nhanh chóng qua đời. Tuy nhiên, nếu trong cuộc phẫu thuật có gì sai sót, thì tính mạng của cậu cũng có thể là không giữ được. Người anh trai căm sắc mặt tái nhợt, trong lòng nặng trĩu, đầy những suy nghĩ và có chút do dự. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ và gật đầu, vẫn tiếp tục làm cuộc phẫu thuật này cho em gái. Bác sĩ vui mừng vỗ vai anh, bảo anh về nhà đợi. Không ngờ, buổi chiều ngày hôm đó, người anh trai căm liền mất tích. Vị bác sĩ hỏi Tiểu Tiểu, rốt cuộc anh trai cháu đã đi đâu? Lúc đi, có nói gì với cháu không? Tiểu Tiểu nói, anh nói với cháu phải về nhà một chuyến. Bác sĩ thấy có chút kỳ lạ, nhớ đến sắc mặt tái nhợt khi ông nói với người anh trai căm về sự cố không may xảy ra trong phẫu thuật. Ông cao mày nói, sắp đến ngày phẫu thuật rồi, tại sao anh trai cháu còn về nhà làm gì? Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đợi người hiến thận là xong. Nhưng vào phút này, người anh trai căm lại bỗng dưng mất tích, khiến cả bệnh viện náo loạn. Một ngày nữa lại trôi qua, người anh trai căm vẫn chưa xuất hiện. Tất cả y tá, bác sĩ trong bệnh viện đều biết chuyện. Tất cả mọi người đều không nói ra, nhưng trong lòng đều cho rằng anh nhất định vì sợ quá nên đã chuồn rồi. Do lo lắng, Tiểu Tiểu không chịu được sự đả kích này, bác sĩ và cả y tá đều không dám nói trước mặt cô bé. Bất kể là như vậy, Tiểu Tiểu từ sắc mặt của mọi người cũng có thể đoán được ít nhiều. Trên khuôn mặt của cô bé không còn những nụ cười vui tươi nữa, cả ngày cô bé đều khóc lóc. Thời gian phẫu thuật cũng sắp đến. Lúc đó có một người vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh. Thì ra đó chính là người anh trai căm đã mất tích mấy ngày qua của cô bé.
Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy anh, dùng những động tác hình thái để nói chuyện với anh. Một lúc sau, cô bé bỗng òa khóc. Mọi người có mặt trong phòng đều mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, vì cảm xúc của cô bé lên cao quá mà cuộc phẫu thuật phải hoãn lại. Vị bác sĩ tò mò hỏi Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người đều muốn biết vừa rồi cháu và anh trai đã nói gì với nhau vậy? Tiểu Tiểu lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Cháu hỏi anh trai về nhà làm gì, vì bác sĩ đã miễn phí tiền viện phí và chi phí phẫu thuật rồi. Anh nói với cháu là mấy ngày qua anh về nhà để vào rừng kiếm củi, gánh nước. Với số củi và nước đó, cháu có thể dùng trong vòng nửa năm. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi, anh trai cháu sao lại làm như vậy? Tiểu Tiểu vừa cười vừa khóc nói, cháu cũng hỏi anh như vậy. Anh nói, để nếu có lỡ xảy ra chuyện gì trong lúc phẫu thuật, nếu anh có qua đời thì cháu cũng không phải lo về việc không có củi đốt và nước dùng. Khi đó, mọi người mới hiểu những ngày qua không phải vì anh muốn bỏ rơi em gái ở lại, một mình chạy trốn, mà là vì anh muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống của người em sau cuộc phẫu thuật, nếu như anh không còn ở bên cạnh. Biết chuyện, ai nấy đều cảm động trước tình cảm của anh dành cho em gái. Được làm anh em trong cùng một gia đình là phúc phận của mỗi người. Hãy luôn yêu thương quý mến nhau, vì không phải ai cũng có may mắn hạnh phúc đó. Tình cảm anh em là một trong những tình cảm quý giá mà ai cũng nên trân quý. Câu chuyện thứ ba, cô gái điên. Mấy hôm nay, cả khu chợ nhỏ vùng Bến Lức cứ ồn ào cả lên khi có sự xuất hiện của một cô gái điên, án chừng 24-25 tuổi. Quần áo của cô rách tả tơi, tóc tai bù xù, mặt mũi nhem nhút. Nhưng cái dáng người sao có cái gì đó rất khác. Nó hoàn hảo lắm, dễ nhìn lắm và có gì đó cao sang lắm. Người ta xì xầm, nó bị thất tình, nó bị thằng đàn ông chơi xong rồi bỏ, nó bị đánh ghen vì cướp chồng người nên bị sang chấn tâm lý. Ôi thôi, miệng lưỡi thế gian mà, nhất là mấy bà mấy cô lại càng thâm độc hơn vì họ là người tỉnh mà thua một người điên. Riêng cánh đàn ông và mấy thằng con trai thì nhìn cô gái mà nuốt nước bọt. Trời đổ cơn mưa, mọi người chạy tìm chỗ trú, còn cô gái thì thích thú, múa rồi xoay người cười như điên. Những giọt mưa đã làm trôi đi những cáo bẩn đã lâu không được lau chùi. Ôi, một cô gái thật sự xinh đẹp, làn da trắng trẻo không tì vết, mái tóc đen huyền buông xõa. Cô gái ấy đến từ đâu? Cô gái ấy xinh đẹp như vậy vì sao mắc chứng bệnh khổ như thế nhỉ? Vì sao và vì sao? Bà Năm bán trầu cao đưa tay quẹt ngang mặt. Bà nhớ đến đứa con gái của bà, nếu nó còn trên đời cũng trạc tuổi cô gái này. Con bé Ngọc, con gái của bà 18 tuổi, bị mất khiến động kinh và tâm hồn như đứa trẻ 5 tuổi. Chồng bà mất khi bà vừa sinh nó. Bà đi bán hàng ở chợ để con trong nhà. Trời sấm sét, nó sợ quá chạy ra khỏi nhà rồi té xuống mương nước. Không may cơn động kinh phát, con gái bà qua đời. Bà buồn bã mấy năm nay, bà thấy trong cô gái này có gì đó thân thương lắm. Bà quyết định đưa cô gái điên về nhà chăm sóc. Cái tâm lành của bà đã mách bảo cho bà hãy làm điều gì để con gái bà được đầu thai kiếp sau là người bình thường như những người khác. Bà sẽ bảo vệ cho cô gái và cô sẽ là con bé Ngọc thương yêu của bà, cho đến khi bà không còn trên cõi đời này nữa. Nếu gia đình cô gái có đến tìm thì bà sẽ giao lại. Điều này cũng dễ dàng với một người mẹ như bà vì đã từng chăm sóc con trước đây. Bà không ngờ trong cái điên điên nó vẫn còn có ý thức của con người bình thường. Bà mua cho nó mấy bộ đồ bông đẹp và nó đẹp như một cô tiên. Bà gọi nó cái tên Ngọc, đó là tên của con gái bà. Khi về nhà với bà, nó không bao giờ phá, chỉ thỉnh thoảng cười ré lên và nhìn xa xăm như vô hồn. Nó vẫn hay dụi đầu vào ngực bà và nói với bà chỉ hai tiếng nho nhỏ, mẹ ơi. Bà ôm nó vào lòng vỗ về, mẹ thương, mẹ thương. Hai dòng nước mắt bà tuôn rơi. Nó lấy vạt áo lau mắt cho bà, lòng bà như tan chảy.
vẫn không có tin tức gì của gia đình cô gái ấy, và phải chăng đó là ý trời? Điều mà bà lo lắng nhất là có người làm hại nó, bởi bà biết cánh đàn ông đang rất tâm tìm cơ hội, nên bà đâu dám đi đâu xa nó. Thế mà ông trời đã không thương cho số phận của mẹ con bà. Tối đó, bà sang làng bên phúng viếng đám ma một người quen, không tiện đem nó đi cùng. Nó tỉnh giấc và đi tìm bà. Nó khóc, nó chạy, nó hét, nó xé quần áo vì nó nghĩ đơn giản là bà, mẹ nó đã bỏ nó mà đi. Nó sợ và ngồi xuống bên mép đường. Bỗng một người đàn ông hôi hám đè nó xuống. Nó vật vã cào cấu nhưng không thoát ra được. Người đàn ông đã làm cái điều nó đau đớn nhất trên đời. Khi người đàn ông phát hiện nó không phải là người bình thường thì đã bỏ chạy, để lại nó nằm đó một mình. Bà Năm về và không thấy con, bà hốt hoảng chạy đi tìm và bà ôm lấy Ngọc. Cái điều bà sợ đã đến với mẹ con bà rồi. Sau cái đêm định mệnh đó, nó lúc nào cũng giật mình la hét, hễ thấy đàn ông là nó co rúm người lại, lấy tay che chắn cái chỗ đau đớn đó, rồi nó thích ăn chua. Bà gửi nhà cho người quen trong giùm, bà quyết định đưa Ngọc đi về quê ngoại của bà, một vùng quê nghèo ở châu Đức Bà Rịa. Bà đang có người em gái ở đó, bà sẽ xin ở lại lo cho Ngọc, con gái bà sinh nở. Dẫu gì cũng là máu mủ của nó, biết đâu chừng đó sẽ là người chăm sóc cho Ngọc khi bà lìa đời. Ngọc đã sinh được một bé trai kháo khỉnh. Nó biết, nó ôm lấy thằng bé như sợ ai đó bắt mất. Chỉ có mẹ và nó được ẵm thằng bé, ai đến gần là nó quay lưng che chắn cho con. Bà thương hai mẹ con vô cùng. Nó không có sữa, bà mua sữa pha cho thằng bé bú, nấu cơm lấy nước cơm cho thằng bé uống. Bà đặt tên thằng bé là An. Bà gửi gắm tất cả vào cái tên ấy. Bà nói cho con gái tên con của nó. Mắt nó sáng lên và cười, nụ cười thật hiền lành. Miệng nó lúc nào cũng An, An. Khi bé An được gần 3 tuổi, bỗng dưng Ngọc đau bụng dữ dội và lên bệnh viện không kịp. Ngọc mất mà hai tay vẫn ôm lấy bà và con trai. Nó nhìn bà như muốn nói với bà điều gì đó. Hai dòng nước mắt chảy dài xuống gối. Bà đưa tay vuốt mắt và nói, con cứ yên tâm, mẹ sẽ lo cho thằng An con ạ. Hai tay của Ngọc buông xuống và Ngọc đã ra đi. Đứa con gái thứ hai đáng thương của bà lại bỏ bà mà đi. Bà ôm lấy thằng An, cháu bà đã biết gì đâu. Bà đưa thằng An trở lại nơi xóm chợ ngày trước, về ngôi nhà mà bà và con gái của bà đã sống. Bà lại bán trầu cao và bán những thứ bà trồng trong vườn nhà để lo cho thằng An, cháu ngoại của bà. Bà nghe người cháu của chồng kể lại là có người đàn ông lạ đến tìm bà. Nhưng cháu bà sợ người đó muốn đến bắt cô gái điên đi nên không bại chỗ ở của bà. Người đó đến mấy lần thì viết mấy dòng để lại, ghi địa chỉ của ông ta, nếu bà có quay về thì cho người đến báo cho mấy biết. Bà cất vào tủ và cũng không quan tâm nữa, vì Ngọc đã mồ yên mã đẹp rồi, còn gì nữa đâu. Còn thằng An là cháu bà, không ai có quyền đưa nó đi cả. Thằng An đi học và năm nào cũng là học sinh giỏi, bà mừng lắm. Bà nhìn di ảnh của hai đứa con đều tên Ngọc nhưng xấu số của bà, và bà nói những lời gì không ai biết, chỉ một mình bà biết mà thôi. Thời gian cứ thế trôi nhanh, thằng An nhỏ bé giờ đã là một cậu thanh niên đẹp trai, khuôn mặt thật đẹp. Con trai gì mà da trắng mịn như mẹ Ngọc. Nó đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế. Hôm nay là đám giỗ mẹ thằng An. Nó về mấy ngày nay thăm ngoại và cùng ngoại lo làm đám cúng mẹ. An lựa lời hỏi bà ngoại, ba con là ai hả ngoại? Bà nhớ lại tờ giấy ghi địa chỉ năm nào của người đàn ông lạ kia. Hai bà cháu đến tìm thì thấy người ấy đã mất 3 năm nay. Theo vợ con ông ấy thì ông đã rất ăn năn và rất hối hận vì say rượu đã hiếp cô gái điên hơn 20 năm qua. Không ngày nào ông ấy được yên cả, đi tìm kiếm không được. Trước khi ông ấy mất, ông ấy có để lại một bức thư yêu cầu vợ con ông có trách nhiệm với người đó nếu gia đình cô gái đến tìm. Ông ấy
là chủ một xưởng gỗ lớn ở Đồng Xoài, Bình Phước. Bà không cần gì cả, chỉ để cháu bà biết đó là ai thôi. Thằng An nói với ngoại nó, con sẽ làm như lời ngoại đã dạy con. Cho dù ông ấy đã sai với mẹ, nhưng con cũng muốn thắp cho ông ấy một nén nhang, vì ông ấy đã đưa con đến với cuộc đời này, phải không ngoại? Nó bước vào nhà, xin phép bà vợ và mấy người con của người đàn ông, rồi quỳ xuống vái ba lại. Cả gia đình thảng thốt vì khuôn mặt ông ấy đang hiển hiện nơi An. Cả nhà xin lỗi bà ngoại và An. Họ cứ ngỡ bà là mẹ đẻ của cô gái xấu số đó. Bà kể hết, kể rõ ràng từng chi tiết và nói nhiều về An, đứa cháu đáng thương của bà. Hai bà cháu ra về, lòng cũng thanh thản. An cũng biết rõ thân thế của mình và biết thêm An có thêm hai chị gái, một anh trai và bà mẹ của mấy anh chị em có khuôn mặt rất phúc hậu. Ngoại nói với An như thế. Ba ngày sau, một chiếc xe 7 chỗ ghé tới. Thằng An đã lên trường từ sớm nên họ không gặp. Nhưng người của gia đình ba thằng An tới chỉ xin phép gặp bà và trình bày nguyện vọng cuối cùng của ông ấy mà thôi. Họ sẽ lo cho bà đến cuối đời và sẽ tạo điều kiện tốt nhất khi An ra trường. Xin sửa sang lại ngôi nhà và xin bà cho thằng An được mang họ cha. Và mọi quyền lợi của An được công nhận trong gia đình họ Vũ, họ nội nhà An. Câu chuyện thứ tư. Cái thằng ăn hại này. Hồi nhỏ tôi không thích ăn xôi, đơn giản vì mẹ tôi bán xôi. Mỗi khi bán ế, bà thường mời tôi ăn. Còn thích ăn hoài một thứ ngán. Đôi khi tôi làm eo không ăn, bà chẳng nói gì. Rồi cũng có cách gỡ lại, tôi giả vờ ốm không ăn cơm. Ốm đau ai lại gợi ý ăn uống này nọ. Tôi cũng hiểu thế. Bà hỏi tôi ăn cháo, tôi lắc đầu. Bà hỏi tôi ăn phở, tôi nín lặng. Thế là tôi có phở. Một tô phở thì chẳng nhằm nhò gì với thằng nhóc đang tuổi nghịch ngợm. Tôi lén bà xuống bếp xúc thêm cơm ăn với nước phở. Mẹ tôi cưng nhưng không chịu, tính tôi quậy phá, có bị nọc xuống phết vài roi cũng chẳng lấy gì oan ức. Tôi lì đòn. Cha tôi ít đánh, nhưng đánh đau, tôi gồng mình chịu, không kêu khóc. Với mẹ tôi thì khác, roi chưa chạm đến mông, tôi đã gào lên thảm thiết. Ngày bán xôi có vậy mà cực, mẹ tôi phải thức dậy sớm từ 3 giờ sáng để nấu xôi. Thức sớm hơn, bà không dám ngủ lại, sợ ngủ quên, lỡ buổi bán. Hồi đó, giờ Sài Gòn chạy sớm hơn giờ bây giờ 1 tiếng. Bà rời nhà với thúng xôi khi trời chưa sáng và về nhà lúc 8 giờ dù bán hết hay không. Khách hàng là học sinh, người lao động, quá giờ đó thì bán cho ai? Vả lại xôi cũng nguội rồi, bà bảo thế. Hồi thức khuya học thi, bà thường mang lên gác cho tôi ly cà phê nóng và trước khi quậy thúng xôi đi, bà lại đem lên cho tôi khi thì tô mì gói, khi thì đĩa xôi nóng. Thức cả đêm dồn hết năng lượng vào mấy bài tập toán lý hóa thì món xôi nóng lúc đó dù phải ăn triền miên cũng không phải là điều quá tệ. Mẹ tôi mù chữ thứ thiệt, nhưng tính nhẩm thì thầy chạy. Cha tôi mất sớm nên chuyện cúp cua lêu lỏng, kể cả nhái chữ ký trong học bạ tôi qua mặt bà thoải mái. Không quản lý nổi việc học của thằng con, bà dồn tất cả sự quan tâm vào chuyện ăn uống, sức khỏe và niềm vui của tôi. Chợ búa, bếp núc, giặt giũ là những việc hầu như chẳng bao giờ tôi rớ tới. Sau này, xa nhà kẹt quá phải đi chợ, tôi chẳng bao giờ chuốc lấy phiền muộn vào cuộc chơi trả giá. Ngay cả việc xách bó rau ra khỏi chợ vẫn còn ngượng ngượng. Có hôm, tôi dở chứng ngoan ngoãn quét nhà, bà mỉm cười. Lát sau thấy bà lặng lẽ quét lại. Giặt giũ cũng thế, quần áo ngâm chưa kịp giặt. Bà chờ tôi đi rồi vò lại cổ áo, gấu quần. Nấu nướng thì bà luôn miệng nhắc nhở. Chờ mở sôi rồi mới đập trứng vào con. Đại loại là thế. Dưới con mắt của bà, việc nhà tôi chẳng làm được gì đến nơi đến chốn cả. Chỉ nên ăn học và chơi. Khoảng sau cùng là tôi suy đoán. Nói theo cách mà bà vẫn thường mắng tôi là thằng ăn hại. Tôi cũng chẳng vừa. Con thấy mẹ vui khi hầu thằng ăn hại. Bà cười đập tai tôi.
Tôi đẻ anh ra mà lại không biết anh muốn gì à? Tôi cười thầm. Con từ trong bụng mẹ chui ra, sao lại không biết mẹ nghĩ gì? Dĩ nhiên, bà chẳng bao giờ nghe được những lời nói thầm đó. Thật ra tôi cũng đâu đến nỗi vô tích sự như thế. Tết Đoan Ngọ nào, mẹ tôi cũng làm cơm rượu bằng nếp vàng. Cơm rượu bà làm thì ngon tuyệt, thơm ngọt, hạt nếp mềm nhưng vẫn còn độ dẻo. Hồi 6-7 tuổi, tôi vẫn lén ăn vụn cơm rượu khi nó chưa kịp ngấu, sai xỉn đến nỗi bỏ cả học. Dạo sau bà than phiền, sao rượu mau chua quá. Tôi hứa sẽ giải quyết được. Bà nhìn tôi ngờ vực. Sự cố rượu hóa chua là vấn đề nan giải ở thời Louis Pasteur, chứ thời này với cái thằng có nghề như tôi chỉ là chuyện nhỏ. Đó là lần duy nhất trong đời tôi đã dùng sở học của mình để giải quyết việc nhà cho bà. Nhưng thành tích này vẫn không đủ để bà thay đổi cái nhìn về tôi. Trong con mắt của bà, tôi chỉ là đứa con chưa trưởng thành. Dù các con tôi đã lớn, đã tốt nghiệp và đi làm, nhưng thằng trai của chúng vẫn bị bà nội đưa vào diện cần quan tâm đặc biệt. Ra ngoài vẫn bị nhắc nhở, quên nó, mang theo áo mưa. Hồi cuối thập niên 70, buồn tình tôi mượn xe xích lô của người bạn, bảo lai rai kiếm tiền xài vặt. Bà nắm tay tôi than thở. Công lao mẹ nuôi con ăn học, học cho cố vào, bây giờ đã ra nông nỗi này, sao thế hở con? Tôi cười gượng. Con chỉ đạp chơi cho biết mùi đời thôi, còn ban ngày con vẫn làm ở phòng thí nghiệm mà. Bà thở dài. Những năm cuối đời, mẹ tôi đi lại khó khăn, xe lăn không chịu ngồi. Nhưng được cái, bà con chồm sớm hay tới chơi, giả trầu đưa chuyện với bà. Có lần vào siêu thị, thấy bài bán mấy chai nước mắm nhỏ cỡ 30ml, đạm cao, giá đắt, chắc là hàng chất lượng cao. Tôi mua 5-6 chai, nhét túi quần mang về biếu cho bà. Quê mẹ tôi ở ven sông Hồng, ngoài đê chỉ trồng bắp, không trồng lúa được, nên bà quý hạt gạo lắm. Bà bảo, ăn cơm với rau bí, chấm với nước mắm, ngon còn hơn ăn thịt. Thấy thằng con trịnh trọng môi trong túi quần ra mấy chai nước mắm, bà nhìn tôi khâm phục. Tôi thì thầm, nước mắm thượng hạng đấy, để chấm với rau bí. Mẹ đừng dùng nêm nếm nha. Bà giữ kỹ mấy chai nhỏ xíu đó lắm, mỗi ngày dùng một ít và không quên khoe với mấy bà hàng xóm là nước mắm thượng hạng thằng con bà mua biếu. Bẵng đi một vài tuần, tôi cao hứng nếm thử nước mắm. Trời đất như muốn sụp, tôi biết ngay là mình bị bệnh. Với cái đầu nghề nghiệp, tôi có thể đoán ngay ra là nhà sản xuất đã dở những chiêu phép gì. Tôi phạm vào sai lầm hết sức sơ đẳng là đã không nếm thử trước khi đưa cho bà. Tôi như phát cuồng, ăn học làm gì, bằng cấp làm gì mà mua chai nước mắm cho mẹ cũng không nên thân. Vậy mà cũng bà đặt đi dạy, viết sách, viết báo về an toàn thực phẩm, khuyên người ta thế này thế nọ. Trời ơi, sao mặt đất không nứt ra để tôi vùi cái bản mặt mình xuống cho rồi. Tôi nài nỉ bà đổi loại khác ngon hơn. Bà gạt đi, nước mắm này ngon, anh biết gì mà cứ rộn lên. Bà vẫn tiếp tục dùng mỗi ngày thứ nước mắm chết tiệt đó. Vẫn tiếp tục khoe với mấy bà hàng xóm mà không bao giờ mời họ nếm thử. Tiêu chuẩn chất lượng nước mắm của bà khác với đời thường. Dạo này tôi mất ngủ, đúng hơn là ngủ ít. 2-3 giờ sáng đã tỉnh dậy, không sao ngủ lại được. Tôi bước ra bàn thờ thắp nén nhang, đun nước pha ly cà phê, rồi thả người xuống ghế salon đọc sách. Nửa đêm về sáng thế này, đôi lúc tôi cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó. Hình như thiếu tiếng chân nhẹ nhàng trên gác gỗ. Tự nhiên tôi thấy thèm gói xôi hay tô mì. Định bước chân xuống bếp, nhưng cái tật lười biếng quen thối đã giữ chân tôi lại. Tôi ngước nhìn lên bàn thờ, bắt gặp ánh mắt vừa chế giễu, vừa thương hại, vừa trách móc của mẹ tôi. Đà Lạt mùa này mưa lạnh, mưa rả rích cả đêm, nén nhang trên bàn thờ đã tàn quá nữa. Vậy là mẹ tôi mất cũng đã hơn 3 năm rồi. Giờ này có lẽ bà đã bước vào cảnh giới nào đó, làm gì còn lẫn quẩn ở cõi ta bà này để trách móc thằng con ăn hại, nuôi mãi không lớn của bà. Tóc tôi đã bạc quá nữa, rồi cũng đến ngày phải ra đi. Không biết ở cảnh giới khác
hai mẹ con có gặp nhau không? Gặp nhau mà có nhận ra nhau không? Tôi chắc mẹ tôi sẽ nhận ra tôi. Bà nhận ra tôi bằng trái tim muôn kiếp của người mẹ. Còn tôi cũng sẽ nhận ra mẹ tôi. Tôi nhận ra bà từ bản năng của thằng ăn hại. Câu chuyện thứ 5. Chuyện bánh đúc có xương. Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị hai tôi, lúc đó mới lên 10. Tôi, đứa con gái thứ hai, lên 8, ốm quặn queo. Sau nữa là thằng Thành, 5 tuổi, tròn như củ khoai, ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày. 2 năm sau, cha tôi tục huyền với người phụ nữ con nhà gia thế, một người phụ nữ đẹp mới có 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là má. Cha đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn bộ việc chăm nom con cái cho má tôi. Má làm trăm thứ việc không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt. Cha tôi chung sống với má sau được 3 năm thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được, chỉ nhìn má tôi rồi khóc. Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá, lại chẳng phải má ruột của chúng tôi. Cha vừa nằm xuống được 10 ngày, đã có người đến đòi xiết nhà, xiết đồ. Gia đình nhà má khăng khăng bắt má về gả chồng. Rồi một ngày kia, má kêu bán nhà, trả hết nợ, rồi lặng lẽ dắt díu chúng tôi đi. Đó là năm 1978. Chúng tôi ở đậu nhà người chị họ xa của má, gọi là dì Tư Tím. Dì làm nghề ướp cá, bán cá, dì quá bụa và nghèo khó. Căn nhà của dì không khác hơn cái chòi canh dưa là mấy. Vậy mà còn chứa thêm má và 4 đứa chúng tôi. Dì Tư Tím đem biếu 3 con gà mái dầu cho một người quen để xin cho má một chân hộ lý trong bệnh viện đa khoa. Hằng ngày, má dậy từ 3 giờ 30 sáng vào bệnh viện nấu nước, chăm nước cho những bệnh nhân dậy sớm rửa mặt, pha sữa pha trà để kiếm thêm chút tiền cơm mua sách vở cho chị em tôi đi học. 6 giờ, má tất tả về nhà lo cho chúng tôi ăn sáng và đến trường. 7 giờ, má trở lại bệnh viện lau cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ sinh, thay ga trải giường cho người bệnh, gom rác đem đi đốt. Sau 5 giờ chiều, má còn nhận giặt thuê quần áo cho những bệnh nhân khá giả. Đến 8 giờ tối, má mới về đến nhà, mệt rã rời. Hôm nào mưa gió, má về sớm hơn. Má mua về cho chị em tôi mỗi đứa một trái bắp nướng hay một túi đậu nành rang thơm giòn. Mấy chị em nằm bên má, trên một manh chiếu rách, nghe má kể chuyện đời xưa. Thằng Út Tài sợ lạnh, cứ ôm chặt má mà khen sao má ấm quá. Thằng Thành nhõng nhẽo đòi má gãi lưng. Cũng có khi má dạy chúng tôi những bài hò, bài vè để cả nhà thành một dàn đồng ca rất ăn ý, rất vui nhộn. Mặt ngoài kia gió thổi mưa tuôn. Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ tôi, má làm một mâm cơm tươm tất, rồi má thắp mấy nén nhang thơm, gọi hết 4 chị em tôi lại bên bàn thờ mà nói: đây là mẹ ruột của các con, người đã sinh ra và nuôi nấng các con. Tuy mẹ các con mất rồi, nhưng ở trên trời, mẹ các con vẫn luôn phù hộ cho các con mạnh khỏe. Vào ngày giỗ ba, má cũng làm như vậy. Ngày ấy cũng như mãi tới bây giờ cũng vậy. Tôi vẫn tin ba mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy chúng tôi. Có một sáng, người ta đưa má về. Chân của má bị phỏng nước sôi do một bệnh nhân chạy vấp vào má. Vết phỏng rất lớn, do ăn uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu nên chỗ phỏng trên chân má rất lâu không lành, cứ sưng lên đau nhức. Má mất ngủ nhiều, ốm rạc như con cò. Chị hai khóc, năn nỉ má cho đi đổ nước thay má mà má không cho đi. Rồi má nén đau, cố lê chân đi làm trở lại. Về sau, vết bỏng ở chân má làm sẹo. Một sẹo lồi nhăn nhúm chạy từ cổ chân đến hết mu bàn chân trái. Dáng má đi không còn tự nhiên nữa. Dì Tư Tím mua được một căn nhà ở gần chợ, bán rẻ căn nhà lá cho má con tôi. Năm đó chị hai tôi thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm Cần Thơ. Thương má cực nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê. Má cương quyết không cho. Chưa bao giờ má cương quyết đến như vậy. Thắp nén nhang trên bàn thờ ba, má khấn cốt cho chị hai nghe. Con gái lớn của mình định bỏ học,
Khi về nơi chính suối, em biết nhìn anh sao đây? Chị Hai khóc, xin lỗi má, rồi chấp nhận đi học. 2 năm sau, tôi cũng vào đại học và cũng được má sắp soạn vali quần áo cho tôi rồi đưa đi. Mở cái vali ra nhìn mà thương má đứt ruột. Ngoài quần áo, má còn bỏ vào kim chỉ, dầu gió, tem thư, bông băng, thuốc đỏ, thuốc cảm. Dường như má có thể gói trọn sự thương yêu của má vào trong từng thứ một. 4 năm, chị em tôi ra trường, lên đơn tìm việc, thì cũng là lúc thằng Thành vào Đại học Luật Sài Gòn. Và 5 sau nữa là thằng Tài vào Đại học Y Cần Thơ. Làm sao đong được sự vất vả, cực nhọc của má lúc ấy? Lưng má còng đi, tóc đã lớm đớm bạc, da tai chai sần. Nhiều năm trôi qua, má lần lượt dựng vợ gả chồng cho 3 đứa con lớn. Thằng Tài vẫn ở với má và chưa có gia đình riêng. Giờ nó là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện mà ngày xưa má làm hộ lý. Nó tâm sự rằng, hễ đi trực đêm mà nghe tiếng rào nước sôi đây là giật mình thẳng thốt, tưởng như tiếng của má, nghẹn thắt cả lồng ngực. Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi dẫn lũ con về với má cho má vui. Đám trẻ quấn quýt với má không rời nửa bước. Đứa thì nhổ tóc sau, đứa bóp tai, đứa bóp chân cho bà. Một lần, bé Du con tôi xoa vào vết sẹo trên chân má mà nói: "Bà ngoại ơi, con bị phỏng tai có một chút đã đau ghê, ngoại phỏng nhiều vậy chắc là khiếp lắm." Má tôi cười: "Lâu quá rồi, ngoại quên mất." Một chiều mưa, tôi về với má, nằm bên má tâm sự chuyện chồng con. Mưa ầm ào, mưa tầm tã, tôi kêu lạnh, má liền kéo mền đắp cho tôi. Tôi thì lại đắp cho má, y như lúc tôi còn nhỏ, ngủ chung với má vậy. Chân tôi lạnh, tôi tìm hơi ấm nơi chân má. Tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân má, cái vết sẹo đã thành thân thuộc với tôi, vậy mà tự nhiên tôi rơi nước mắt. Nghĩ lại, tôi có chồng có con, vợ chồng tôi luôn quấn quýt đầm ấm. Còn má, má chỉ được hạnh phúc làm vợ trong 3 năm lẻ. Trong những năm tháng dằn dặt sau này, chắc cũng có lúc má khát khao một hạnh phúc riêng tư. Cũng có lúc má cô đơn, mệt mỏi mà không có ai chia sẻ. Má ơi, sự lựa chọn của má sao nghiệt ngã quá vậy? Đã bao lần má kể cho các con tôi nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa, về hoàng tử, về các cô tiên xinh đẹp. Một ngày kia con tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con tôi nghe về bà tiên của chị em tôi. Bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi khập khiễng vì một vết sẹo dài. Chuyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má.